Làm sao để con không miếng ăn? Làm sao để con ăn ngoan, ăn tốt, ăn đa dạng, ăn đủ dinh dưỡng để giúp bé tăng cân tốt hơn, tăng chiều cao tốt hơn và sức đề kháng của bé tốt hơn. Và đây cũng là cái vấn đề mà nhiều bà mẹ quan tâm. Và các bà mẹ à, sau khi con đến tuổi ăn dặm thì các bạn cũng đều đang băn khoăn không biết rằng chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp như thế nào, ăn như thế nào là đúng đúng không Vì chúng ta đã quá hiểu đã quá thấu cái việc mà dạ, à, con ăn mãi không hết bát cơm, con ăn ngậm ăn rong đúng không ạ rồi thì ăn nó phun ra tất cả điều đó đều khiến chúng ta rất là mệt mỏi stress có rất nhiều bạn đã cảm thấy bất lực đã cảm thấy buồn chán mỗi khi mà phải cho con ăn cứ nghĩ đến việc cho con ăn là vô cùng mệt mỏi và phức tạp và đánh vật với con nhiều bữa cơm là nước mắt chan cơm phải không ạ và đây là các cái nguyên tắc ăn dặm để giúp con có một cái thói quen ăn uống khoa học lành mạnh và giúp trẻ ăn tốt hơn phương pháp tôi đưa ra nó đã giúp đỡ hàng triệu bà mẹ À, nuôi con tốt hơn, nuôi con nhàn hơn. Và nếu như các bạn không xem cái video này, tôi chắc chắn rằng mỗi bữa ăn của các bạn đối với con bạn đó là một cuộc chiến, một cuộc chiến thật sự, đúng không? Nó mệt mỏi cho bạn, cho con bạn, cho gia đình bạn. Và quan trọng hơn cả, con ăn không được thì con sẽ bị thiếu năng lượng, thiếu dinh dưỡng và bé sẽ không thể tăng cân được, không thể tăng chiều cao tốt và sức đề kháng của bé sẽ kém. Oh. Khi đó con sẽ ốm nhiều hơn và phải dùng kháng sinh nhiều hơn và từ đó nó sẽ tạo ra một cái vòng luẩn quẩn, đúng không? Con sẽ bị ốm nhiều, ăn không được, suy dưỡng còi xương và chậm phát triển sau này. Vậy à, các bạn hãy xem hết cái video này Nó rất quan trọng đối với các bạn Kể cả cái video này đối với các bạn mà con đã qua tuổi ăn dặm rồi Hoặc à, con đã à, bắt đầu đến tuổi ăn dặm Nó đều quan trọng với các bạn cả Thì với những bạn mà may mắn Khi mà con bắt đầu bước đến tuổi ăn dặm Tức là 5,5 cho đến 6 tháng Và bạn xem được cái video này Thì tôi chúc mừng bạn Vì bạn sẽ không phải vượt qua những ngày tháng cho con ăn vất vả và và khốn đốn phải không ạ? Còn những bạn mà con đã 1 tuổi, 2 tuổi rồi Mà vẫn đang biếng ăn Đúng không? thì chúng ta cần phải nghe thật kỹ các cái nguyên tắc ăn dặm này để chúng ta rèn cho con một thói quen tốt hơn để giúp con ăn uống khoa học hơn và đầy đủ hơn. À, thưa các bạn, ăn uống là một thói quen và chúng ta hoàn toàn có thể rèn luyện được. Đúng không? Các bạn quan sát mà xem tại sao có một đứa trẻ à, có thể ngồi một chỗ ăn rất là ngoan, ăn đa dạng thực phẩm, ăn thô tốt đúng không? Tại sao có những đứa trẻ 2 tuổi, 3 tuổi rồi vẫn ăn cháo và phải ăn rong và mỗi lần ăn bé nó ngậm, bé nó chơi đúng không ạ? Tất cả là gì ạ? Do chúng ta tạo ra một cái thói quen ăn uống không lành mạnh, không khoa học mà thôi. Được chưa các bạn? Thì đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là cái nguyên tắc số 1. Đấy, đó là về cái thời điểm ăn dặm. À, cái thời điểm tốt nhất để hệ tiêu hóa của trẻ nó bắt đầu có khả năng tiêu hóa được các cái loại thức ăn khác ngoài sữa mẹ và sữa công thức đó chính là từ 5,5 tháng đến 6 tháng tuổi là chúng ta bắt đầu cho ăn dặm rất nhiều bạn hiện nay à, vẫn đang bị những cái quan điểm cũ như là gì ạ? cho trẻ ăn dặm sớm để à, trẻ à, cứng cáp hơn Đấy. có những bé còn khoe con em mới 4 tháng, em nấu cháo, em linh chim bồ câu, em linh hải sản, em linh tôm cá, thịt gà, thịt bò bé ăn vèo hết một bát, đúng như vậy À, các bạn ăn như vậy thì vì nó lạ, nó thấy nó thấy khác lạ và nó không muốn khám phá cái thức ăn đó như thế nào. Nhưng về cơ bản là gì ạ nó sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ, vì hệ tiêu hóa của trẻ chưa sẵn sàng cái sức co bóp này, enzyme tiêu hóa nó chưa đủ để tiêu hóa các cái chất dinh dưỡng khác ngoài sữa mẹ và sữa ẩm thức. Cho nên cái thời điểm tốt nhất là năm- năm tháng cho đến sáu tháng nha các bạn nha. Đấy, nếu như bạn nào đó mà đang gặp bế tắc trong vấn đề thời điểm dặm bạn hãy mở to cái video ở nền, đúng không? để cho chồng cùng nghe, bố mẹ chồng cùng nghe đúng không bố mẹ để cùng nghe để người ta đồng cảm với mình và hiểu được rằng nuôi con cần phải có khoa học cần phải có trí thức đúng không ạ và chúng ta cũng không nên cho trẻ ăn dặm muộn quá năm năm tháng đến sáu tháng là cái thời điểm mà trẻ bắt đầu ăn dặm vì cái nhu cầu năng lượng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ nó cao hơn rất là nhiều mà sữa thì nó vẫn chưa nó nó, nó không thể đáp ứng đầy đủ được đúng không ạ ăn dặm muộn quá thì trẻ sẽ bị thiếu năng lượng thiếu dinh dưỡng và nó không đáp ứng được cái sự tăng trưởng tốt của trẻ ừ. trong giai đoạn đầu tiên để đến đầu tiên Nguyên tắc số 1 nha, phải ghi nhớ như vậy. Nguyên tắc số 2 đây là nguyên tắc mà rất nhiều bạn đang gặp phải, đúng không ạ? Rất nhiều bạn đang gặp phải. Đó là gì? Không nên bất kỳ một loại gia vị nào vào trong thức ăn của trẻ, trong cháo của trẻ, đúng không ạ? Tại vì đối với trẻ dưới một tuổi, thì cái lượng muối có trong rau củ quả, có trong thực phẩm, nó đã, nó đã đáp ứng đủ cái nhu cầu của trẻ rồi. Nếu như các bạn mà dùng cái gia vị của người lớn để chúng ta à, nêm vào à, thức ăn cho trẻ vì sao ạ chúng ta nêm chúng ta thấy ngon chúng ta thấy ngon thì chúng ta nghĩ rằng à con trẻ nó cũng sẽ thấy ngon không phải vậy các bạn ạ cái gai vị giác của trẻ nó nhạy hơn gấp nhiều nhiều lần của người lớn chỉ một chút muối thôi là trẻ nó đã cảm nhận được mùi vị đó rồi Đấy, cảm nhận được vị mặn rồi vị ngọt rồi đúng chưa các bạn cho nên là không được nêm bất kỳ một loại gia vị nào cả có những bạn nói rằng nấu nhạt thích như này thì làm sao con mà ăn được tức là tức là mẹ nói với con như vậy đúng không ạ Đấy, rồi chồng cũng nói như vậy thì các bạn thường đơn độc trong vấn đề nuôi con và các bạn không biết là gì phải làm như thế nào và đôi khi hãy tặc lưỡi để cho vào hoặc là các bạn đi làm ở nhà ông bà nấu cháo nấu bột cho con ăn thì ông bà cho vào thì mình ở nhà đâu mà mình nói đúng không? và khi mình nói đến vấn đề đó thì lại gì ạ? À, xảy ra mâu thuẫn giữa mình và, và mẹ chồng mình đúng không ạ? và khi mâu thuẫn như vậy bà không trông con nữa thì không đi làm được thì khó khăn về tài chính và thời gian thì còn vất vả hơn đúng không ạ? cho nên cần cho ông bà xem cái video này nha không nêm gia vị nhớ các bạn nhá các bạn nêm gia vị trong giai đoạn này thì sao ạ à thì cái thận của trẻ cái gai bị rác của trẻ cái ga, cái gan của trẻ nó chưa chuyển hóa và đào thải được hết đâu và nó ảnh hưởng và nó sẽ gây tình trạng biếng ăn và suy giảm chức năng gan thận của trẻ sau này nó không tốt cho nào cả ngay kể cả những thực phẩm những hạt nêm được quảng cáo được ghi nhãn mác là dành cho trẻ dưới một tuổi chúng ta cũng không nên dùng được chưa ạ? đấy đó là gì ạ cái nguyên tắc thứ hai là không nêm gia vị các bạn lưu ý nhé. thứ ba chúng ta phải tạo một cái thói quen ăn uống lành mạnh ở đây như nào chúng ta không cho trẻ xem TV, vừa xem vừa ăn không cho trẻ vừa xem smartphone vừa ăn đúng không không cho trẻ ăn rong đấy. không cho trẻ chơi đồ chơi khi khi ăn tại sao như vậy tại vì khi mà trẻ ăn tức là gì ạ trẻ cảm nhận cái mùi vị đúng không cái hương vị của từng loại thực phẩm rau củ quả nó ngon như nào nó ngọt như thế nào giống như chúng ta cho trẻ à, nhìn quả chanh Đúng không? hoặc các bạn ăn quả chanh quả khế trẻ nó không biết ăn quả đấy chưa chưa từng nếm quả đấy thì nó sẽ không biết chua là gì nhưng các bạn đã từng nếm quả chanh rồi ăn quả khế rồi người khác ăn ăn quả khế quả chanh trước mặt mình mình sẽ tiết nước bọt rất là nhiều thì đối với trẻ em nó cũng như vậy các bạn ạ trẻ nó ăn nó cần biết cảm nhận mùi vị và nó ăn sâu nó ghi vào trong não bộ của trẻ nó giúp trẻ hoàn thiện não bộ và nó hình thành cái cảm giác kích thích à, thèm ăn khi nhìn thấy loại thực phẩm đó thì à, dạ dày tiết enzyme tiêu hóa nhiều hơn và giúp trẻ tiêu hóa sẽ tốt hơn còn nếu như trẻ mà ăn à, xem tv xem smartphone đúng không? hay là ăn rong hoặc là chơi đồ chơi khi ăn tức là trẻ nó gì ạ, ăn trong vô thức nó ăn nhưng mà nó không cảm nhận được vì vậy à, nó mới gây ra tình trạng gì ạ? ăn ngậm và ăn cả hai ba tiếng hết bát cơm là như vậy oh trên một thói quen lành mạnh ấy là chúng ta phải rèn nhé Phải rèn từ khi bé bắt đầu tập ăn dặm là từ năm đến năm tháng, 6 tháng đấy là đã phải rèn rồi. Một thói quen như vậy là rất quan trọng Đến rèn luyện thói quen ăn uống sinh ăn uống lành mạnh. Và cái chúng ta thất bại là thất bại ở đây. Chúng ta không rèn cho con một thói quen ăn, ăn, lành mạnh. Đấy. Nhiều khi ông bà chăm mình ngày xưa thường cho trẻ ăn rong đúng không? Vừa ăn vừa chơi, vừa ăn vừa làm trò cho con nó ăn. Như vậy rất là khổ và nó tạo thành một thói quen ăn uống không tốt và rõ ràng rồi thì đó trẻ sẽ bị ăn và người vất vả sẽ là các bạn và người mà chịu hậu quả chính là còn các bạn, các bạn <laughs> nguyên tắc thứ tư à, đó là về độ thô của thức ăn. đấy có rất nhiều bạn đúng không ạ 2 tuổi ăn cháo đến 3 tuổi vẫn ăn cháo và nói với anh rằng anh ơi con em cứ ăn thịt là nó nhè ra cứ ăn cái gì nó lồn nhồn là nó oệ phải không ạ à, các bạn hãy à, cho trẻ ăn cái độ thô theo từng giai đoạn phải thích hợp Tại vì hệ tiêu hóa của trẻ nó thích hợp với từng độ tuổi khác nhau. Tôi lấy ví dụ ở trong cái video mà cấu trúc ăn dặm có từng giai đoạn Ngành ngang chưa mình đạt, các bạn xem video đó sẽ có. thì trong giai đoạn trẻ bắt đầu ăn dặm, tức là năm năm tháng đến sáu tháng là trẻ bắt đầu ăn dặm nha, thì giai đoạn này trẻ chỉ làm quen với thực phẩm khác ngoài với sữa mẹ mà thôi. mỗi bữa trẻ nó sẽ ăn khoảng từ một hai thìa ba thìa là nó thôi và mỗi một ngày thì từ một hai cữ và cái cháo nấu cho trẻ trong giai đoạn này ấy, là gì ạ? là cháo phải được ninh nhuyễn loãng đúng không ạ tức là nó chỉ đặc hơn sữa một chút thôi và sau khi xay nhuyễn rồi các bạn cần phải rây qua rây đúng không để cho nó mịn như vậy để cho tiêu hóa của trẻ nó tốt hơn đấy là cấu trúc trong giai đoạn từ 5 tháng cho đến hết sáu tháng tuổi từ 7 tháng cho đến hết 9 tháng tuổi trẻ đã ăn được dạng cháo lồn nhuồn hơn đặc hơn rồi chúng ta không cần phải xay phải dây nữa đấy còn giai đoạn từ 10 đến 12 tháng thì trẻ ăn cơm nát thịt cá đúng không chúng ta dằm bằng thìa xé nhỏ cho trẻ được rồi không cần phải 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 băm nát nữa không phải dây nữa và trên một tuổi thì trẻ ăn ăn ăn, ăn uống bình thường cùng với bữa ăn của gia đình đúng không? ăn đa dạng các loại thực phẩm đúng chưa thì ở đây tôi cũng nói luôn cho các bạn biết là gì ạ nhân tiện cái độ thô cái độ đặc của cháo như này thì cái phương pháp ăn mà các bạn thường lựa chọn là phương pháp ăn dặm bé kiểu nhật hay ăn dặm bé truyền thống hay là ăn dặm bé chỉ huy thì ăn dặm bé kiểu nhật thì chúng ta thường thấy các bạn à, nấu ăn nó rất là tỉ mỉ cái ưu điểm của nó rất là tốt tôi lại bé cũng phân biệt được tất cả các mùi vị và ăn từ à, loãng đến đặc từ thô vừa đến thô, thô, nhiều hơn tuy nhiên cái việc mà chế biến bữa ăn theo kiểu nhật định nó rất là tỉ mỉ và cần nhiều thời gian và chúng ta đi làm chúng ta nhiều ông bà thì cái việc theo phương pháp kiểu nhật nó rất là khó đúng không ạ thì tôi thường khuyên các bạn gì ạ hãy áp dụng phương pháp bé chỉ huy và phương pháp ăn dặm truyền thống và đúng không ạ chúng ta kết hợp hai cái phương pháp ăn dặm đó thì giúp cho trẻ ăn dặm ăn thô tốt hơn và vẫn đảm bảo về dinh dưỡng thì phần sau tôi sẽ nói tiếp về cái nguyên tắc ăn dặm đó chưa thứ tư là độ thô của thức ăn trong một đoạn nha và các bạn đừng quên đăng ký kênh youtube của trung tâm sức khỏe nhi khoa century trên kênh có khoảng hơn 400 video cho bạn đó là các cái tri thức kiến thức nuôi con được cập nhật thường xuyên đó là những gì mà trung tâm sức khỏe như khoa và Bác đạt có thể cống hiến cho các bạn và cống hiến cho cộng đồng mong muốn rằng à, sẽ có một cộng đồng khỏe mạnh hơn đúng không à, nuôi con khoa học hơn và để con ít ôm hơn và ít lạm dụng kháng sinh hơn rồi xin chào các bạn và chúc các bạn thành công